Vâng, xin kính chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe 7 chỗ, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động, máy dầu, máy xăng có đủ. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 2.0 máy xăng. Con này thì mang biển kiểm soát Hà Nội. Vâng, vậy thì bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân cái mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát 30F này. Vâng, sơn xi thì màu bạc. Vâng, một mẫu xe Toyota Innova. Con này nó là sản xuất 2011, bản G. Bản G số sàn, động cơ 2.0 các bác nhá. Giá tiền 279 triệu đồng. Vâng, 279 triệu đồng có lọc lá cho các bác. Đấy, lọc lá đầu xuân năm mới cho các bác nhá. Lọc to luôn. Đấy, lót sàn 3D, 5D đầy đủ các bác này. Vâng, 279 triệu đồng cho một mẫu xe Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng quý đá sản xuất 2011, số sàn, động cơ em nó là 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát 37A, biển Nghệ An các bác nhé. Đây là một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2013 các bác nhé, 2013. Con này nó là bản E. Vâng, bản E la răng đúc 4 bánh nha. Vâng, la răng phay các bác nhé. Một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2015. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 388 triệu đồng. Vâng, 388 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova. Vâng, một mẫu xe được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ các bác nhá. Đấy, Toyota Innova. Đấy, rất là bền và tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng quý đá này. Màn hình Android cam nồi đầy đủ, bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhá. Túi khí cũng như ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Đấy, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá 388 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008, mang phiên bản số tự động, khối động cơ của nó là 2.5 máy dầu. Máy dầu một cầu gầm cao máy thoáng các bác này. Đấy, một mẫu xe châu Mỹ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi Ford Everest. Vâng, mang thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Sơn xi thì màu đen. Vâng, sản xuất 2008, mang phiên bản số tự động các bác nhá. Số tự động này. Đấy, số tự động máy dầu một cầu, biển kiểm soát 15A, biển Hải Phòng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng. Vâng, chỉ với 328 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008, mang phiên bản số tự động, động cơ máy dầu một cầu gầm cao máy thoáng các bác nhá. Tiếp tục đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá nữa các bạn này. Một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 2.0 máy xăng, biển kiểm soát Hà Nội 30E. Vâng, mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2007, hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng có bao hồ sơ. Đấy, có lọc lá đầu xuân năm mới cho quý vị và các bạn nhé. Đấy, 245 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đấy, màn hình đầy đủ rồi, keo chỉ zin, máy zin luôn các bác nhá. Màn hình này. Đấy, bô lăng 4 chấu, trang bị túi khí an toàn cho người lái các bác nhá. Đấy, 2007 nó lên form 2008 các bác này. Rất là đẹp luôn. Đấy, form của nó là 2008 các bác nhá. Mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên con. Vâng, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc này. Đây là một mẫu xe Hyundai Santa Fe. Vâng, Hyundai Santa Fe sản xuất 2009, đăng ký và lăn bánh là đầu 2010, mang phiên bản số tự động, khối động cơ em nó là 2.0 máy xăng các bác nhá. Một mẫu xe số tự động, vâng, động cơ máy xăng 2 cầu. Vâng, một mẫu xe Hyundai Santa Fe đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2023, đăng kiểm mới tinh các bác nhá. Đấy, giá tiền 285 triệu đồng.
Vâng, 285 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2009 các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin, máy số ngon, nội thất tươi rồi nói các bác này. Đấy, một mẫu xe Hyundai Santa Fe, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày các bác nhá, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế luôn. Mang biển kiểm soát Hà Nội 31F, vâng, 3807 này. Đây là một mẫu xe Ford Ranger. Ford Ranger sản xuất 2010. Mang phiên bản số tự động. Vâng, vâng, số tự động, động cơ máy dầu. Một được mệnh danh là ông vua của bán tải các bác nhá. Một mẫu xe gầm cao máy thoáng này. Mẫu xe bán tải Ford Ranger vừa chở được người và vừa chở được đồ. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm 2023. Hiện tại chiếc bán tải Ford Ranger này bên em đang chào bán với giá là 334 triệu đồng. Vâng, 334 triệu đồng cho một mẫu xe bán tải Ford Ranger, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là to cao và đẹp dai luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ với 334 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Đây là một mẫu xe Kia Carrera. Vâng, Kia Carrera đăng ký 5 chỗ ngồi, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Biển kiểm soát lại còn Hà Nội 29A29141 các bác nhá. Một mẫu xe nhập khẩu, một mẫu xe hàng này hàng hiếm các bác nhá. Hàng hiếm và độc luôn các bác nhá. Đấy, 288 triệu đồng. Vâng, sản xuất 2010, đăng ký và lăn bánh 2011. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên con, một mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đấy, động cơ chỉ với 1.6 thôi. Đấy, sơn xi thì màu đen. Vâng, một mẫu xe phải nói rất là tuyệt vời luôn. Và đây là một mẫu xe Ford Everest. Vâng, một mẫu xe bán tải Ford Everest, một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, xin lỗi các bác nhá. 7 chỗ ngồi Ford Everest sản xuất 2008, mang phiên bản số tự động, khối động cơ máy dầu. Vâng, một mẫu xe gầm cao máy thoáng các bác nhá. Đấy, Ford Everest, một mẫu xe châu Mỹ luôn. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng. Vâng, chỉ với 328 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008, số tự động các bác này. Đấy, số tự động, máy dầu một cầu. Vâng, máy dầu một cầu, gầm cao máy thoáng các bác nhá. Sơn xi thì màu con này nó là màu phấn hồng rất là đẹp luôn. Màu phấn hồng rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Biển kiểm soát thì Hải Phòng, hoa phượng đỏ này. Toyota Innova sản xuất 2016 các bác nhá, 2016 này. Đấy, hồ sơ thì cầm tay. Vâng, mang thương hiệu của Nhật Bản, 2016 bên em đang chào bán với giá là loanh quanh đâu đó hơn 300 triệu đồng, 390 mấy triệu đồng các bác nhá. Đấy, nội thất này rất là tươi luôn, màn hình Android cam nồi đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, các bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe đấy, Toyota Innova, vâng, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0 này, sang tên bấm biển chỉ trong một lốt nhạc thôi các bác nhá. Đấy, sang tên bấm biển nhanh gọn luôn. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Ford Everest nữa này. Ford Everest sản xuất 2008, số tự động, động cơ 2.5 máy dầu. Vâng, một mẫu xe gầm cao máy thoáng các bác nhá. Giá tiền của chiếc Ford Everest bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng một chiếc 2008, mà lại còn số tự động các bác nhá. Kia Carrera, vâng, 2016, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0. Vâng, động cơ 2.0 máy xăng, con này nó là bản đổ các bác nhá. Bản đổ tư nhân chính chủ, biển Hai Củ Lạc, biển Vĩnh Phúc này. Sơn xi thì màu bạc. Vâng, một mẫu xe Kia Carrera 309 triệu đồng. Vâng, chỉ với 309 triệu đồng thôi. Mang biển kiểm soát 30G. Vâng, biển kiểm soát Hà Nội. Đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, Toyota Innova sản xuất 2010. Con này nó là bản G các bác nhá, bản G, bản đổ này. Bản G, bản đổ tư nhân chính chủ, lại còn biển Hà Nội. Sơn xi thì màu vàng cát, rất là hot luôn. Giá tiền của chiếc Toyota Innova bên em đang chào bán với giá là 68 triệu đồng thôi. 368 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá các bác nhá. Toyota Innova sản xuất 2016, mang phiên bản số sàn, khối động cơ em nó là 2.0, biển kiểm soát Hải Dương. Vâng, sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát lại còn Hải Dương. Giá tiền của chiếc Toyota Innova này bên em đang chào bán với giá là
loanh quanh đâu đó 400 triệu đồng các bác nhá. 400 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Innova sản xuất 2016. Con này nó là bản E, la răng đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Vâng, một mẫu xe mang biển kiểm soát 2 của làng 88A. Đây là một mẫu xe Chevrolet Vivantoy. Vâng, Chevrolet Vivantoy các bác nhá, sản xuất 2008. Giá tiền loanh quanh đâu đó 146 triệu đồng thôi. Vâng, mẫu xe 7 chỗ là giá rẻ các bác nhá. Mẫu xe 7 chỗ ngồi mà giá rẻ rất mừng luôn. Đấy. Toyota Innova sản xuất 2006 mang biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, biển Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Sơn si thì màu đen, vâng, la răng đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS, bản G, bản đủ. Đấy, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Hyundai i20 sản xuất 2010. Vâng, một mẫu xe nhập khẩu nguyên con, đăng ký 5 chỗ ngồi, rộng hơn Morning và rộng hơn i10 các bác nhá. Đấy, con này nó rất là rộng rãi luôn. Đấy, giá tiền 265 triệu đồng, bản full cửa sổ trời luôn các bác này. 265 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe Met. Vâng, một mẫu xe Met GLK. Met GLK sản xuất 2009. Động cơ V6 máy 3.0 máy xăng. Một mẫu xe đẳng cấp, đó là mãi mãi luôn các bác nhá. Sơn si thì màu trắng ngọc trai, biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương Quan Họ. Giá tiền của chiếc Met GLK này bên em đang chào bán với giá là 390 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 390 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Met GLK sản xuất 2009. Đấy, số tự động các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Nghệ An 37A. Vâng, một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2008. Số tự động, động cơ của nó là 2.5 máy dầu. Vâng, giá tiền của chiếc Ford Everest này bên em đang chào bán với giá là 328 triệu đồng các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Và đây là một mẫu xe Chevrolet Vivante. Chevrolet Vivante sản xuất 2008. Con này nó là số tự động các bác nhá, số tự động xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đăng ký 7 chỗ ngồi. Giá tiền của chiếc Chevrolet Vivante là 175 triệu đồng. Đấy, 175 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Vivante. Và chiếc 7 chỗ này là một mẫu xe Mazda Flamesi sản xuất 2003 các bác nhá, 2003, giá tiền 158 triệu đồng. Vâng, số tự động, các bác mua về tập đi tập lái, đưa vào trường lái con này thì ok luôn. Đấy, đưa vào trường lái con này thì rất là ok. Dòng Mazda thì máy móc của nó rất là ổn định. Tucson, vâng, đây là một mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất 2010. Mang phiên bản số tự động, khối động cơ của nó là 2.0 máy xăng. Vâng, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, biển kiểm soát Hải Phòng 15A 17333. Một mẫu xe Tucson sản xuất 2010 bên em đang chào bán với giá là 435 triệu đồng. Vâng, 435 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Tucson sản xuất 2010, mang phiên bản đang là phiên bản số tự động luôn nhé. Dạ vâng, Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng, em vừa tổng hợp những mẫu xe 7 chỗ ngồi hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mạnh, đúng chân một trong những mẫu xe 7 chỗ máy dầu, máy xăng, hàng nhập, hàng Việt hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.